bà dương tết ra chung mình đừng bỏ ra miền thầy bà phút chìa speed khăn bình tên sẵn sát lúc nà đẹp nâng giá giá đa lê nơi bà tê bà răng chung mình đừng kìa bóng này bà dư phụ quát phút chìa tùm nê bà phí ca nghe sẵn phạm và bà nặng nghĩa tà đa lê nơi bà tê bà răng bà dương tết ra chung mình đừng bỏ ra miền bà tê thầy lúc nà đẹp bà nôm kỳ nhà giá giá đa lê nơi bà tê bà răng đại chuyện đại cứu sống lãnh mới cứu đại từ tù bàn ca xa lãnh nâng cho chất dạng kháng phí sống nạn từ sử chốn chắc tăng phí rương đồng bông đại phục kỳ bàn sống lãnh chiều mừng đình kìa tên của xa lần phía xì chồng qua kìa nơi khăn ca sống lãnh từ thủ vời phục kỳ thằng phí từ tù bàn bởi chơi bởi phía bởi hốt mực đoàn sắp ngày các phí đại cứu sống lãnh chung mùi kìa nà đẹp giá giá tham tên chi mừng chất sân nật tài anh đại dơ chất đại kìa nâng mơ thai kìa từ vinh tầm áo chuyện này tụi bây chỉ chất sân nơi tầng ní dân nạc đào có khẩm rõ khởi cuộc kỳ tầng phí bằng hai phía speed tam và đa anh sẵn khúc nạc chất ra anh thông mấy này nát đẹp nâng dạ dạ bàn tà đà lê nơi bật tế bà ràng mũi các vị bàn đăng thả phố kỳ tầng phí bàn đà lê chung mấy này đã thuê nạc công trú miên ả rộng bà rộng phơm sử bài dễ chức lặng ní cứ chưa rừng thông bà rộng bà nạc công trú đã thành ra sử bài chất rõ phê đại khơi nát đẹp nâng dạ dạ nơi chung mấy kìa phút phút kế tại nhà mơ thai nâng còn ở đây xa lạnh ở kìa rõ hốt thua này không trô tục bà cứ mình nhìn nhấm ta một bàn một tì bác lạc bà mình cứ chia rục hiệp là về đài cái nhà giá giá cót bàn đa lên chung mấy đường đột ngạc đẹp bà nữ ai bật tìm bàn thông đáy bắt đâm lại cặp xa được ní cứ quạt từ chùm mươi nâng hành đi đọc quạt cứ lột nát đẹp và chẳng tụng thể bị càng như sản phát cứ giá giá cứ đa lên chùm mươi nâng lột nát đẹp phòng này và chia sẻ cứ thuở phần 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 chia rộng hợp bà nâng trách ọc thẳng mật tên và bần tốt bì khơi nát đẹp bàn bằng hoa rộng hiếp đa lên chùm mươi nâng giá giá nơi ai bà tế bà ràng được ní phần chia sẵn bài thẳng mật tên tiết tôn chùm mươi nâng phò rộng yên đà ra thay xong xong mình chọn hôm nay bởi dân tết ra chúng mình đang bỏ ra miền thay cái nhà máy nâng lục tê chan đề viết bàn tập đạch ní tâm la công sàn chúng mình đang tình nhà mê chay đá nâng anna cốt bà xa mây hôm nay bắt thay cơ hội bình nơi hòn bì ca nghi mà đúc lúc nít tay cho miền vị thị xa nâng ca lùng hai rong cơ đôi chì ca của đồng ná từ căn tâm bon nì nì nâng phở vầy vấy tiếp tam chấm nón chất liền liền luôn chất ra anh phúc kê trong bộ rô và đôi khí nghĩa là trong nụ biến đôi chìa ra tâm lai xây về nhà Mil Chalida nâng lục bà phúc pha đai chì cú sáy prôm tiền ra tâm lai xây về nhà mày Đà Vì Cá ra tâm lai pro lục tê chăn tê vít bàn phô đồng nà gầm sát chung khí nghĩa đôi phúc kê trong bốn bàn bỏng hai nhiệt phó xa xa thì tràn dần lật là lượng đài sức cúm đại mất tức bất chì phô quên trao hiếp xa bà rì rí chung mình tiền xót đó sợ trả cả con tay ở đây đầy cuối chạp rõm chừng như thực tiết cái nhà máy nâng lực tê chăn từ vịt bàn tư cho mùi khí ní đại phép đôi chia đầm nạc sàn bài chìa cú sẵn cụ bị chạp phong đại thác cái nhà máy đa vị ca nâng lực chăn tê vịt cặp phong tài thất nực nông đầm nạc ca mơ chất thảm khí ní từ bởi chìa miền phiếp và suýt đạc khí ní căn tài khăn lãng phi mùi khai tờ mùi khai cặp bật mến bốn tay phụ kê nơi tay mình bảo bác phía thà xong xa nâng kia là lại người tì bà chân bật chụp lái và chụp mình nâng kia nhà máy đàm cá cái đôi chơi lục chăn từ vịt chân phía thà xong xa phụ con mình toàn bàn bác nâng nông ạp tên ấy cái đôi chơi này còn trô bàn lưu nâng tì chân tròn ta chỉ ca mơ bà chất làm kia và chụp mình nâng kia nhà máy đàm cá phụ lái chụp mình nâng lục chăn từ vịt và chân quất chia sẻ bài mình thấy mà tỏ vì cái nhà máy đừng lục tế chăn để viên ý bàn đặc đại khí nế đâm nào cầm sàn chung với những cái nhà Mil Chalida phòng lái bàn đi kì chạy ca từ 2 ba tập lý là quất chia hồi phần phần quất chia sẻ bài chân mình thấy là về đại khơi phục quát bàn nơi chung với cái bạn này
បានដំណើរកម្សាន្តទាំងនេះពិតជាទទួលបានបាក់ភាពសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនបើសោះសឹងតែមានកាមេរ៉ាថតបានម្នាក់មួយផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានអំពីកញ្ញាម៉ៃដាវីកាបាននាំសង្សាររបស់ខ្លួនដើរកម្សាន្តជាមួយនឹងកញ្ញាមីលផងដែរខ្ញុំសូមបញ្ចប់ហើយយើងទេសនាជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាទាំងផ្ទះទាំងហាងនិងរថយន្តរបស់ News និងស្វាមីរោងការខូចខាតជាដំណំផងដែរបើយើងទេសនាជាមួយនឹងព័ត៌មានថៃដោយដែលប្រិមត្តបានជ្រាបហើយថាកាលពីនារសៀលថ្ងៃម្សិលមិញនៅខេត្តឈៀងម៉ៃនៅក្នុងប្រទេសថៃបានរងគ្រោះដោយសារតែខ្យល់ព្យុះយ៉ាងសាហាវមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតផ្ទះទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនរបស់ប្រជាជនផងដែរជាមួយគ្នានោះដែរតារាចម្រៀងស្រីនៅនាងយូនិងស្វាមីលោកផេគឺមានទីកន្លែងរស់នៅនិងមានមុខជំនួយនៅខេត្តឈៀងម៉ៃនេះដែរក៏ត្រូវបានរងគ្រោះដោយសារតែខ្យល់ព្យុះដ៏ខ្លាំងមួយនេះផងដែរដែលនៅក្នុងនោះទាំងផ្ទះរថយន្តនិងហាងដែលជាហាងដ៏ប្រណីតប្រចាំខេត្តហើយគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់គូស្នេហ៍តាមមួយគូនេះក៏បានធ្វើការរងការខូចខាតស្ទើរតែទាំងស្រុងផងដែរយ៉ាងមិញសម្រាប់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលរងការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់តារាស្រីយូនិងស្វាមីក៏ត្រូវបានអ្នកទាំងពីរមិនទាន់អាចនិយាយបានច្បាស់លាស់ណាស់ទេតែការខូចខាតលើនេះគឺវាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ដោយមហាជនប៉ាន់ស្មានថានឹងចំណាយតាមជួសជុលទាំងផ្ទះហាងរថយន្តមិនក្រោមទងលៀនបាទទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពរបស់តារាចម្រៀងយូក៏ដូចជាបាទស្វាមីហើយពិតជាទទួលបាទភាពមិនសប្បាយចិត្តដោយសារតែបញ្ហាគឺខ្ទេចបាទឡានផងដែរដែលមានការអប្រេសស្រាំកញ្ចក់ឬជាកញ្ចក់មុខបាទកពិតគួចអីដោយសារតែខ្យល់អញ្ចឹងខ្យល់ព្យុះដែលធ្វើឲ្យឡានរបស់លោកពិតជាខូចខាតយ៉ាងដំណំផងដែរអាជីវកម្មគឺមានខ្យល់ត្រាក់ក៏ដូចជាមានភ្លៀងបានលិលំគ្នានៅខេត្តឈៀងម៉ៃនៃប្រទេសថៃនេះដែលធ្វើឲ្យផ្ទះមួយចំនួនក៏ត្រូវបានខូចខាតយ៉ាងដំណំផងដែរបើក្នុងនោះក៏មានផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅប្រទេសថៃក៏បានដួលរលំហើយបានមិនប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតទេបាទនេះគឺជារូបភាពបាទតែផ្ទះទាំងហាងរថយន្តរបស់យូដែរអស្ចារ្យមីបានជីនឹងរោងការខូចខាតដោយសារតែគ្រោះបាទធម្មជាតិផងដែរបាទតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានត្រាថៃបាទនេះគឺជារូបភាពបាទនៅក្នុងហាងរបស់លោកគឺត្រូវបានខូចខាតយ៉ាងដំណំផងដែរបើចឹងដោយសារតែខ្យល់កន្ត្រាក់មួយមីមកគឺឈូកបាទខ្ជុះតិចតែម្ដងបាទតើតោងជួយនឹងព័ត៌មានតារាថៃខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផងដែរបាទ
អរគុណសម្រាប់ការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានរាត្រីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា